con gái là chỉ có về lấy chồng, chăm con, chăm chồng, kết thúc, không có làm gì hết. Khi mà đi học ở Sài Gòn, mình đã mở mang về nhận thức, mình nghĩ là mình cần có một cái sự nghiệp. Thủy xuất phát là một giáo viên và đã từng là đại học kinh tế. Mình tốt nghiệp đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ngành tài chính. Cái khao khát ngành tài chính của mình nó rất lớn, niềm đam mê của mình rất là lớn. Trong quá trình chăm con là bắt đầu mở YouTube nghe, bắt đầu ngồi nghĩ là bây giờ hướng tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Em nghĩ là bây giờ em phải nuôi ba đứa con, cho nên là trách nhiệm mình cũng khá lớn, cho nên bây giờ mình dạy là không có thể trông cậy được rồi. Sau đó là bắt đầu mở vô YouTube, tình cờ là thấy YouTube của thầy Tiến, bắt đầu là thấy thầy nói hay quá, những cái kiến thức thực ra Thủy đã thực chiến rồi thì thấy là thầy nói đều rất là đúng chính xác, và cảm thấy là cái thôi thúc lúc đó vẫn là dịch, cho nên là mình theo dõi học ba lớp miễn phí. Sau đó sau khi mà con được khoảng là mười mấy tháng là bắt đầu lên Sài Gòn học ba lớp trực tiếp ở Sài Gòn. Ngày hôm học lớp ba lớp trực tiếp ở Sài Gòn xong là quyết định là OBM đóng nguyên một lớp combo luôn. Nhưng mà thật sự là sau khi tham gia vào cộng đồng mít, mình thấy là mình nhận được rất nhiều chị từ sự ủng hộ chia sẻ, tức là Thủy ở đó giống như đơn thương độc mã vậy đó, thấy có sự ủng hộ chia sẻ của các anh chị em rất là nhiều, thầy đó, động viên của thầy và các kiến thức đó, mở rộng ra rất nhiều, nghĩa là trước giờ chỉ có đầu tư về cá nhân nhưng mà bây giờ mình có thể là tự tin đầu tư những cái lô lớn hơn và có kinh nghiệm, thậm chí là vừa rồi có tham gia ở đầu tư ở Hàm Tân đó, mình có thể ra quyết định đầu tư và mình là người mà cái lúc mà Hàm Tân nó cái khi chỉ thị 16 á, là Hàm Tân lúc đó là chỗ anh Nhân đó, lúc ba mươi mấy lô chưa ra được hàng, rất là căng thẳng tại vì đội nhóm đầu tư đã gần 100 tỷ trong đó rồi. Thủy quyết định, Thủy bàn với bên anh Nhân, với ban hội trưởng là bây giờ phải ra hàng tại vì sóng đã tới rồi, nếu không nắm bắt cơ hội là sẽ thất bại. Em là người nổ phát súng đầu tiên, là em quyết định bán cái lô tư, là lô đầu tiên của cái 34 lô, ba mấy lô đấy, anh cứ để em bán cho. Mà mặc dù em chưa xuống Hàm Tân lần nào, chỉ họ chỉ có bánh bìa với lại đưa vị trí thôi. Bắt đầu viết quảng cáo như thầy là theo là tin tham sợ, sau đó rồi 5-6 người bắt đầu quan tâm gọi điện, có một khách nhiệt tình nhất thì mình cảm thấy là cũng đặt ba mức giá thầy, giá thị trường này thế này, bây giờ hết. Tôi bán giá này, ngày hôm nay chị đặt cọc thì sẽ được giá này. Okay. Ngay tức khắc tối hôm đó là họ đã cọc 500 triệu luôn, mình bán được lô 3.9 tỷ. Đấy là phát súng đầu tiên, là mở màn trong một tháng ba mấy lô, rất là lô lớn nha. Các bạn biết là lô toàn là lô mấy hectare, mấy hectare là bán hết sạch trơn. Và đội Hàm Tân lần đó là thắng lợi, khách từ nhà đầu tư cho tới môi giới cũng thắng lợi. Nói chung là vừa rồi trận Hàm Tân là tất cả đều thắng lợi hết á. Sau đó là khi học thầy Tiến, cái niềm đam mê của mình nó càng lớn hơn. Lúc đó là quyết định thôi, bây giờ làm chuyên nghiệp hơn, thành lập công ty. Hai bên nội ngoại là chưa ai mà dám, cả nam và nữ là chưa ai dám mà đứng ra mà thành lập một doanh nghiệp á. Mình mới quyết định là mình đã chơi cho lớn luôn, quyết định thành lập doanh nghiệp và quyết định là sẽ phát triển doanh nghiệp này. Để thứ nhất là gì, mình muốn là sau này con cái mình sẽ được kế thừa, nhất mình phải có một cái gì đó để cho con cái mình kế thừa. Có thể là mình giúp cho cộng đồng ở chỗ đó, là tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều người. Thực sự là Gia Lai là vừa rồi, mấy năm vừa rồi là tiêu cà phê thất bại rất là nhiều, cho nên là người mà thất nghiệp rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ có hai cái nguyện vọng khi mà mình muốn là thành lập doanh nghiệp là như thế. Cái sự mà phát triển thành một cái doanh nghiệp là phải còn hỏi là rất là nhiều bước đi, nhưng mà cũng hơi mong, rất mong là ở đây là các đồng nghiệp, đồng môn rồi đã là các thầy rồi sẽ giúp đỡ để Thủy có thể là hoàn thành sứ mệnh của mình. Xin cảm ơn ạ.